Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky giải thích với các đồng minh rằng Ukraine phải ở trong thế mạnh trước bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga. Tổng thống Ukraine khẳng định nước ông sẽ vẫn chiến đấu dù không đồng minh nào ủng hộ. Hãng tin AFP dẫn lời ông Zelensky nói với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU và các nhà lãnh đạo quốc phòng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Bruxelles. Ukraine đã sẵn sàng cho ngoại giao thực sự, nhưng để làm được điều đó, chúng tôi phải mạnh mẽ. Nga sẽ chỉ dùng đến ngoại giao khi họ thấy rằng họ không thể đạt được bất cứ điều gì bằng vũ lực. Đây chính là kế hoạch, đây chính xác là điều cần thiết và chúng ta phải tạo ra các điều kiện phù hợp để chấm dứt cuộc chiến này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng nói trước rằng ông không tán thành toàn bộ kế hoạch của ông Zelensky, một số ý kiến bất đồng như Thủ tướng Viktor Orbán nhận xét lộ trình của Ukraine còn hơn cả đáng sợ và kêu gọi châu Âu đàm phán với Nga càng sớm càng tốt. Trước đó, trong cuộc gặp với ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump tháng trước, ông Zelensky đã nói để bảo vệ an ninh của Ukraine, nước này hoặc phải vào NATO hoặc cần phải có vũ khí hạt nhân. Mặt khác, Tổng thống Ukraine cho rằng ông sẽ chọn phương án trở thành một phần của NATO để đảm bảo an ninh tương lai cho đất nước, chứ không có ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân ông khẳng định, chúng tôi chưa bao giờ nói về việc chúng tôi đang chuẩn bị tạo ra vũ khí hạt nhân hay điều gì đó tương tự như vậy. Về phía Nga, ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch Ukraine, trong một bài đăng trên Telegram cho biết, Nga đang tích trữ tên lửa tại các căn cứ không quân chiến lược. Điều này không loại trừ khả năng quân đội nước này đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine. Theo quan chức này, máy bay IL-76MD của không quân Nga vận chuyển các bộ phận, nhiên liệu và cả tên lửa đến các căn cứ không quân. Ngoài ra ông cũng lưu ý rằng máy bay ném bom TU-22M3 và TU-95MS của Nga cũng đang tiến hành các chuyến bay giữa các căn cứ không quân này. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Oleksandr Litvinenko cho biết Nga có thể sẽ tiếp tục các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong tương lai gần, có khả năng là vào đầu mùa đông năm nay. Theo thống kê từ cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine GUR, Nga có hàng trăm tên lửa dự trữ, đồng thời có thể sản xuất hàng chục tên lửa các loại mỗi tháng. Phát biểu tại Hội đồng châu Âu mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã khởi xướng một gói biện pháp gian đe phi hạt nhân trên lãnh thổ của mình để gây sức ép buộc Nga phải đàm phán, cũng như để tự vệ trước các hành động xung đột trong tương lai ông Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình trước Hội đồng châu Âu với điểm chính tập trung vào gian đe phi hạt nhân đối với Nga. Ukraine đề xuất triển khai các hệ thống tên lửa gian đe trên lãnh thổ của mình để buộc Nga phải đàm phán hòa bình hoặc phá hủy các cơ sở quân sự của Nga nếu đàm phán bị khước từ. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Chúng tôi đã chia sẻ mọi thông tin chi tiết với các đối tác như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy. Chúng tôi mong muốn chia sẻ với bất kỳ nhà lãnh đạo nào sẵn sàng ủng hộ Ukraine ông cũng khẳng định Ukraine sẽ chỉ áp dụng gói gian đe nếu Nga không chấm dứt xung đột. Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng đã trình bày chi tiết kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine. Kế hoạch này cũng đã được chia sẻ với các đối tác nước ngoài của Kiev, trong đó bao gồm 5 điểm chính là việc mời Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tăng cường phòng thủ, kiềm chế Nga, tăng cường tiềm năng kinh tế chiến lược và thay thế lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu bằng các đơn vị của Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc. Gần đây, Phát biểu nhân chuyến thăm tới Đức, Tổng thống Zelensky cảm ơn Đức vì sự ủng hộ của nước này, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng đối với Ukraine là sự hỗ trợ này sẽ không giảm vào năm tới. Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ trình bày với Thủ tướng Đức Olaf Scholz kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc muộn nhất là vào năm sau, 2025. Ông Zelensky nói thêm, hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, Ukraine muốn một kết thúc công bằng và nhanh chóng cho cuộc chiến này. Cuộc chiến đang phá hủy đất nước chúng tôi, cướp đi sinh mạng của người dân chúng tôi. Về phần mình, ông Sơn cam kết Đức và các đối tác liên minh châu Âu EU sẽ chuyển thêm thiết bị quốc phòng trong năm nay và cung cấp gói viện trợ trị giá 4 tỷ euro của Berlin cho Ukraine vào năm 2025. Hệ thống pháo HIMARS mà Ukraine đang sử dụng đã chứng minh khả năng tấn công mạnh mẽ và hiệu quả hơn bao giờ hết, đặc biệt khi kết hợp với bom chùm để nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga. Một video gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội X đã ghi lại cảnh một trại huấn luyện của Nga tại Ukraine bị phá hủy bởi bom chùm được phóng từ hệ thống HIMARS. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy mức độ tàn phá và độ chính xác của loại vũ khí này trên chiến trường và đặc biệt nhấn mạnh vai trò chiến lược của chúng trong các hoạt động quân sự của Ukraine. Bom chùm là loại đạn dược đặc biệt được thiết kế để giải phóng nhiều đạn phụ khi va chạm, khiến chúng có thể gây ra thiệt hại lớn cho các mục tiêu trải rộng trên một khu vực lớn. Chúng thường được sử dụng trong các cuộc tấn công vào những nơi có lực lượng quân sự đông đảo hoặc cơ sở hạ tầng chiến lược của đối phương như các trại huấn luyện, bãi đậu xe quân sự hoặc các căn cứ chỉ huy. Đây là loại vũ khí đang bị cấm tại hơn 100 quốc gia, bao gồm cả Pháp, Đức và Anh vì tính sát thương rất cao, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng dân thường. Thậm chí rất lâu sau khi xung đột chấm dứt, Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế ICRC thống kê khoảng từ 10% đến 40% những quả đạn, bom nhỏ chưa nổ sau khi được giải phóng ra từ đạn và bom mẹ. Những quả bom đạn nhỏ này có thể sẽ bị kích nổ do hoạt động dân sự hay sản xuất sau nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Các báo cáo cho thấy 94% thương vong do bom chùm gây ra được ghi nhận là dân thường, trong đó gần 40% là trẻ em. Mặc dù loại vũ khí này đã bị cấm theo công ước với bom chùm, cả Nga và Ukraine đều không tham gia hiệp ước này và việc sử dụng chúng là một vấn đề gây tranh cãi. Bên cạnh đó, HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS. Hệ thống điều khiển bắn HIMARS cho phép đạt được độ chính xác cao với tầm bắn khác nhau, tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng. Điều này mang lại cho HIMARS khả năng tấn công mở rộng, nhắm các mục tiêu ở khoảng cách xa và hỗ trợ hoạt động quân sự trên nhiều môi trường chiến đấu khác nhau. Với tốc độ di chuyển tối đa lên đến 85 km h HIMARS không chỉ linh hoạt mà còn có khả năng tránh được các cuộc tấn công trả đũa từ đối phương, đảm bảo an toàn cho kíp lái và duy trì khả năng chiến đấu liên tục. Ukraine hiện có khoảng 20 đơn vị HIMARS được Mỹ cung cấp trong khuôn khổ các gói viện trợ quân sự từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra. Số lượng này đủ để Ukraine bao phủ các khu vực chiến lược, đồng thời duy trì sự cơ động để tránh bị phản công. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục yêu cầu Mỹ cung cấp thêm HIMARS và đặc biệt là các tên lửa Atac MS. Mặc dù đến nay, Mỹ vẫn chưa đồng ý cung cấp loại tên lửa này do những lo ngại về việc Ukraine có thể sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Hệ thống HIMARS từ lâu đã được Ukraine ca ngợi là vũ khí tầm xa, có độ chính xác rất cao, được quân đội Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga, gồm sở chỉ huy hoặc kho đạn dược. Moscow cáo buộc Kiev thường xuyên sử dụng hệ thống này để tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả các mục tiêu dân sự. Mặc dù việc sử dụng bom chùm gây tranh cãi về mặt nhân đạo nhưng sự kết hợp giữa độ chính xác và sức mạnh hủy diệt đã làm tăng cường hiệu quả của HIMARS trong các chiến dịch quân sự của Ukraine. Cuộc tấn công gần đây vào trại huấn luyện của Nga là một trong nhiều ví dụ về hiệu quả tàn phá mà HIMARS mang lại. Những hệ thống pháo này tiếp tục là công cụ quan trọng trong chiến lược phòng thủ và tấn công của Ukraine, đóng vai trò không thể thiếu trên chiến trường trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tăng cường nỗ lực để đánh bật lực lượng Ukraine khỏi vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát được ở tỉnh Kursk với một số cuộc tấn công do các đơn vị xe bọc thép dẫn đầu. Cập nhật tình hình mới nhất trên tiền tuyến, kênh Zlaty 71 đưa tin cho biết rằng lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk ở phía Bắc và phía Nam bị chia thành hai phần. Phần phía Bắc có nguy cơ bị bao vây, buộc lực lượng AFU ở phía Nam phải nhanh chóng đưa ra các biện pháp giải cứu những đơn vị bị mắc kẹt hoặc ngăn chặn quân đội Nga ở phía đông Chekaski, Martinovka. Những ngôi làng này cùng địa bàn gần Sudha ở phía đông hiện là vùng xám hơn là nằm dưới sự kiểm soát của cả hai bên. Các ngôi làng Viktorovka, Stara và Levhaki phía đông nam Leonidov đã được Nga kiểm soát, gián tiếp xác nhận việc khép lại vòng vây từ phía nam. Theo đó có vẻ như lực lượng Kiev đã bỏ lỡ cơ hội rút lui tương đối an toàn. Hiện tại, không còn đường rút lui nào khả thi cho quân đội Ukraine rời khỏi Kursk. Những cơn mưa theo mùa đã biến mặt đất thành bùn. Điều này thậm chí còn mang lại cho Nga lợi thế do sử dụng nhiều xe bánh xích hơn Ukraine. Đáng chú ý, kênh SGS cho biết, hai ngôi làng Viktorovka, Staraya Sorochina và trang trại Livkaki đã được quân đội Nga hoàn toàn chiếm giữ và họ sắp khép vòng vây nhóm quân Ukraine tại Bắc Kursk. Nếu không kịp rút chạy, rất có thể toàn bộ cụm AFU gồm một đến hai lữ đoàn cùng vài nghìn binh sĩ và hàng trăm phương tiện cơ giới ở nửa Bắc sẽ bị bao vây. Cũng liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraine ở Kursk, Vừa qua, trong cuộc họp khẩn cấp giữa Văn phòng Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine do Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội tướng Srisky tổ chức đã nổ ra tranh cãi gay gắt về lý do khiến quân đội Ukraine dễ mất ngày càng nhiều vị trí ở khu vực Kursk. Theo đó, một phần các đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới 41 của Ukraine trước đây được triển khai đến vùng Kursk đã bỏ trận địa, rút chạy theo nhóm nhỏ về phía Nam. Thậm chí một số binh lính của Lữ đoàn còn nhanh chân rút luôn về lãnh thổ Ukraine. Nhiệm vụ của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới 41 ban đầu là kiểm soát trung tâm khu vực Kerenevo, sau đó tổ chức chiến đấu phòng ngự ở các khu vực Omgovka phía đông Kerenevo. Nhưng Lữ đoàn 41 đã không hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào trong số này. Trong khi đó, các nguồn thông tin của Ukraine viết rằng, những đơn vị át chủ bài của quân đội Ukraine tham gia đột phá khu vực biên giới Kursk trong những ngày đầu tiên hiện đã bị hỏa lực quân đội Nga đánh cho tan tác. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có tới hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu ở mặt trận Kursk. Hiện các đơn vị của Nga đang dồn sức phản công từ nhiều hướng khác nhau ở mặt trận Kursk, tìm kiếm những vị trí mỏng yếu nhất trong tuyến phòng thủ của Ukraine và đạt được bước đột phá trong các khu vực này đồng thời tổ chức tấn công đa dạng từ đột phá bằng bộ binh tới sử dụng bom lượn có điều khiển, khiến sức chống đỡ của quân Ukraine giảm sút nhanh chóng. Dù đã tiếp nhận nhiều chiến đấu cơ F-16 từ phương Tây, nhưng Ukraine vẫn chưa điều những máy bay này tham gia các trận không chiến với máy bay của Nga. Tờ Newsweek đưa tin, Ukraine đang tạm thời hạn chế sử dụng các máy bay chiến đấu F-16 mới được chuyển giao trong các hoạt động tấn công chống lại lực lượng Nga Thêm vào đó, không quân Ukraine sử dụng những máy bay này để bổ sung cho năng lực phòng thủ nhằm chống lại tên lửa và máy bay không người lái Nga, giảm áp lực cho các hệ thống phòng không trên mặt đất. Ông David Jordan, một lãnh đạo của Viện Hàng không và Vũ trụ Freeman tại Đại học King's College London, Anh cho biết, mặc dù những đóng góp của F-16 trên tiền tuyến còn khiêm tốn, nhưng nó sẽ rất hữu ích cho các hoạt động của không quân Ukraine trong tương lai. Ông lưu ý rằng trước mắt Ukraine nên sử dụng số máy bay F-16 hiện có để phòng thủ, giải quyết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong khi chờ đợi các đợt giao hàng tiếp theo, đồng thời tạo điều kiện để các phi công làm quen với máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư này. Ông Jordan nói thêm, Ukraine có thể đang sử dụng các máy bay phản lực thời Liên Xô như Su-24, Su-25 và MiG-29 để tiến hành các hoạt động tấn công, trong khi những chiếc F-16 tạm thời ở phía sau. F16 có khả năng thực hiện những cuộc tấn công tầm xa, nhưng thời điểm này Ukraine nên bảo toàn F16 và để các máy bay phương Tây này cho giai đoạn sau. Ông James Black, phó giám đốc nghiên cứu quốc phòng và an ninh tại chi nhánh châu Âu thuộc tổ chức nghiên cứu Rand cũng đưa ra nhận định tương tự. Việc sử dụng máy bay F16 để phòng không giúp giảm bớt áp lực lên kho hệ thống phòng không mặt đất hạn chế của Ukraine. Theo ông, các loại vũ khí được phóng từ máy bay F16 chẳng hạn như tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder hoặc tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 có thể tiết kiệm chi phí hơn khi sử dụng để chống lại một số mục tiêu đang bay tới. Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến Ukraine chưa thể triển khai chiến đấu cơ F-16 tham gia các trận không chiến với Nga là do gặp khó khăn trong việc đào tạo các phi công. Khi tiếp nhận F-16, các phi công lái chiến đấu cơ F-16 của Ukraine cũng đã phải thay đổi đáng kể cách bay trong một thời gian rất ngắn. Đây là một thách thức to lớn đối với họ khi các cuộc giao tranh ngày càng ác liệt. Ông Michael Bonnet, một chuyên gia về chiến tranh trên không tại tổ chức tư vấn RAND cho rằng các phi công Ukraine buộc phải học lái F-16 trong một thời gian ngắn, khiến họ không dễ dàng vượt qua những thói quen và kinh nghiệm cũ vốn ăn sâu trong nhận thức. Các phi công Ukraine chỉ được đào tạo khoảng 9 tháng tại Mỹ và một số nước châu Âu. Trong khi đó, các phi công phương Tây hầu hết đều được đào tạo trong 3 năm để thành thục kỹ năng vận hành chiến đấu cơ F-16 nói cách khác, lực lượng không quân Ukraine đang phải trải qua một quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, khiến các đối tác quốc tế của họ mất nhiều thời gian hơn để hỗ trợ. Nhìn chung, quân đội Ukraine phải thích nghi với vũ khí và phong cách chiến đấu mới theo các mốc thời gian bất ngờ và kết quả thì trái chiều. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Theo chuyên gia Bonus, quá trình đào tạo phi công vận hành một loại máy bay chiến đấu hoàn toàn mới rất khó khăn vì nếu có điều gì đó không ổn, họ sẽ quay trở lại các thao tác cũ và cách xử lý tình huống cũ. Điều này có thể khắc phục được bằng cách dành nhiều thời gian hơn trên máy mô phỏng, nhưng quân đội Ukraine có rất ít cơ hội để làm điều này. Vào tháng 12 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Washington và được coi như một người hùng trong phiên họp chung của Quốc hội. Ông nhận được 18 tràng pháo tay từ các nghị sĩ Mỹ khi ông nói về nỗ lực kháng cự qua 10 tháng kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ đầu hàng, chỉ vài tiếng sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine lâu nhất có thể, một khẳng định mà ông Biden và những người đồng cấp châu Âu đã luôn lặp lại kể từ đó. Tuy nhiên, giờ đây ông Zelensky khó có thể nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt như vậy tại quốc hội Mỹ. Các nhóm nhỏ những thành viên Đảng Cộng hòa cực đoan từng chế giễu buổi tiếp đón dành cho ông và số tiền khổng lồ Mỹ hỗ trợ Ukraine vào năm 2022 giờ đây đã có tiếng nói lớn hơn vào năm 2024. Sự hoài nghi của họ về việc ủng hộ cho Ukraine được nhấn mạnh bởi cả ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump và người đồng hành tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ James David Vance. Cựu Tổng thống Trump từng thể hiện thái độ thân thiện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và thờ ơ với nỗ lực chiến đấu của Ukraine, trong khi ông Vance đã nói rõ mong muốn chấm dứt sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine và bị ông Zelensky mô tả là có quan điểm quá cực đoan tình hình chính trị trong nước và cái bóng của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là một phần nguyên nhân. Những diễn biến trên thực địa ở Ukraine cũng nói lên nhiều điều. Ukraine đang kiệt sức trong cuộc xung đột hiện nay, bị áp đảo về quân số và vũ khí bởi nguồn lực chiến đấu của Nga vốn không bị khuất phục trước các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây. Cuộc đột kích vào cuối mùa hè của Ukraine và vùng quốc cơ của Nga đã thúc đẩy tinh thần chiến đấu cho Kiev, nhưng cho đến nay vẫn chưa mang lại nhiều lợi ích chiến lược. Trong khi đó, Quân đội Ukraine ở mặt trận phía đông đang suy yếu trước cuộc tấn công kéo dài của Nga và liên tục mất lãnh thổ ở khu vực Donbas. Một chỉ huy Ukraine tiết lộ: "Chúng tôi thường xuyên phải rút lui vì Nga mạnh hơn nhiều." Một chỉ huy khác tại một vị trí gần thành phố Pokrovsk thuộc phía đông nói với Financial Times rằng ưu tiên của ông là cứu được càng nhiều sinh mạng của đồng đội càng tốt và quên đi mục tiêu đã nêu của Ukraine là giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, bao gồm cả Crimea. Vị chỉ huy này cho hay ám chỉ đến việc khôi phục hoàn toàn lãnh thổ của Ukraine. Thật khó để tưởng tượng, chúng ta có thể đưa kẻ thù trở lại biên giới năm 1991. Các nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao phương Tây đã ngầm hiểu thực tế trên trong nhiều tháng và cuối cùng đã thừa nhận điều này. Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel, một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất ở Trung Âu, gần đây đã nói rằng Ukraine sẽ phải có cái nhìn thực tế và kết quả có khả năng xảy ra nhất trong cuộc xung đột là một phần lãnh thổ Ukraine sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga tạm thời phương Tây đã có những dặn nứt về việc nên cung cấp bao nhiêu trong danh sách mong muốn của ông Zelensky. Tuy nhiên, Kiev trong kịch bản tốt nhất, hy vọng phương Tây có thể cho họ sự ủng hộ mạnh mẽ nhất có thể tại bàn đàm phán trong tương lai. Điều đó hoàn toàn khác xa với thắng lợi hoàn toàn mà nhiều người mong đợi. Nhiều nhà phân tích lo ngại, tâm lý bất mãn sẽ gia tăng trong xã hội Ukraine khi họ rơi vào một cuộc xung đột bế tắc không mong muốn và phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Các chính phủ Mỹ và châu Âu đã đổ hàng tỷ đô la Mỹ vào cuộc xung đột này nhưng việc chậm chuyển giao và các hạn chế áp lên việc sử dụng một số vũ khí tầm xa là nguồn cơn sự thất vọng của Kiev. Nhà quan sát Robert Kagan đã ám chỉ đến sự giận dữ âm ỉ sẽ vẫn còn sau một cuộc đàm phán hòa bình. Theo ông, Ukraine hậu chiến sẽ là một nước láng giềng cực kỳ thù địch. Người dân Ukraine sẽ không sớm quên được những gì đã chịu đựng trong xung đột. Chủ nghĩa phục thù sẽ dâng lên mạnh mẽ khi người dân Ukraine tiếc nuối lãnh thổ đã mất của họ và muốn nó cuối cùng sẽ được trả về. Ngày 16 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bản kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine. Bản kế hoạch bao gồm 5 điểm chính thức và 3 điểm bí mật chỉ được chia sẻ với một số đối tác nhất định. Đây sẽ là cầu nối hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga. Ông Zelensky nói với các nhà lập pháp tại Kiev khi ông đặt mục tiêu củng cố vị thế của Ukraine đủ để chấm dứt xung đột. Cốt lõi trong kế hoạch của Tổng thống Zelensky là mong muốn của Ukraine về có được lời mời gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây sẽ là tiền đề cho tư cách thành viên đầy đủ của NATO. Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraine vẫn còn thờ ơ với mong muốn đó, trong bối cảnh nước này vẫn đang trong tình trạng xung đột với Nga. Năm nội dung chính của bản kế hoạch chiến thắng bao gồm một, Lời mời gia nhập NATO Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần lời mời gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vô điều kiện và ngay lập tức. 2. Tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine Theo ông Zelensky, khả năng tự vệ của Ukraine phải được tăng cường theo cách không thể đảo ngược. 3. Khả năng gian đe Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine nên ngăn chặn Nga khỏi bất kỳ hành động gây hấn nào trong tương lai, bằng cách cho Moscow thấy rằng điều này sẽ gây ra hậu quả. 4. Tăng cường tiềm lực kinh tế chiến lược Ông Zelensky đề xuất Ukraine ký kết một thỏa thuận với Mỹ, Liên minh châu Âu EU và các đồng minh khác cho phép đầu tư chung và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine mà ông Zelensky cho biết có giá trị hàng nghìn tỷ đô la. 5. Tăng cường sức mạnh NATO Tổng thống Zelensky đề xuất rằng sau xung đột, lực lượng vũ trang của Ukraine có thể được sử dụng để tăng cường an ninh cho NATO và thay thế một số lực lượng Mỹ hiện đang đồn trú tại châu Âu. Phản ứng lại, Điện Kremlin nói rằng còn quá sớm để bình luận chi tiết về kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky, nhưng Ukraine cần tỉnh táo và nhận ra sự vô ích của các chính sách mà họ đang theo đuổi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá kế hoạch chiến thắng của Ukraine có thể là một kế hoạch ngụy trang của Mỹ nhằm sử dụng Kiev để chống lại Nga cho đến người Ukraine cuối cùng. Hiện nay, Nga vẫn kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập NATO. Còn Mỹ, nước đã cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí và viện trợ cho Ukraine nói rằng chuyện Ukraine đối phó với Nga ra sao sẽ tùy thuộc vào Kiev. Mới đây, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố khối này sẽ thúc đẩy đổi mới tiêu chuẩn chung về đạn dược nhằm giảm chi phí và cải thiện khả năng sử dụng vũ khí trên chiến trường. Phát biểu với báo giới trước thêm cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO, Tổng thư ký Rut nhấn mạnh dù việc chuẩn hóa vũ khí là không dễ dàng, nhưng kế hoạch này đóng vai trò rất quan trọng. Theo ông, NATO cần đẩy mạnh sản xuất quốc phòng để tăng khả năng phòng thủ. Trong khi đó, một quan chức cấp cao dầu tên của NATO nêu rõ khối này sẽ hướng đến hiện đại hóa toàn bộ quy trình chuẩn hóa vũ khí với đạn dược là ưu tiên hàng đầu trước khi chuẩn sang các thiết bị khác. Ngoài sáng kiến trên, quan chức này cho biết khoảng 10 nước đồng minh trong khối, bao gồm cả Anh, Đức và Mỹ sẽ ký một ý định thư về việc thúc đẩy tiêu chuẩn hóa đạn pháo. Các quan chức quân sự cấp cao cho rằng việc NATO bị thụt lùi trong công tác chuẩn hóa vũ khí trong những thập niên qua là do thị trường quốc phòng đã suy giảm mạnh kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Mặc dù NATO đã đề ra tiêu chuẩn cho đạn pháo, nhưng việc thực hiện là tự nguyện. Chính việc thiếu tuân thủ tiêu chuẩn này đã gây ra tình trạng phân mảnh thị trường và cản trở nguồn cung cấp đạn pháo, vì 14 quốc gia NATO đã bảo lưu quyền thay đổi. Theo các chuyên gia về pháo binh, các loại đạn 155 mm khác nhau vẫn có thể được sử dụng trong tất cả các loại liệu pháo. Song người vận hành cần nhập thông số kỹ thuật của đạn khi nạp vào vũ khí, nếu không sẽ có nguy cơ bắn trượt mục tiêu tới 50 hoặc 60 mét. Ngày 17 tháng 10, Israel tuyên bố nhà lãnh đạo cao nhất của lực lượng Hồi giáo Hamas tại giải Gaza, ông Yahya Sinwa đã thiệt mạng sau một đòn tấn công của phía Tel Aviv. Hàng loạt nhà lãnh đạo quốc tế đã lên tiếng về diễn biến này. Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ sự xúc động với người nhà những nạn nhân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas, trong đó có 48 công dân Pháp trước cái chết của ông Sinoa. Ông Macron cáo buộc Ông Sinoa là người chịu trách nhiệm chính cho các vụ tấn công khủng bố và hành động man dợ và nhắc lại yêu cầu Hamas thả tất cả các con tin còn bị giam giữ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng cái chết của ông Sinoa giúp thực hiện một phần công lý cho các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và gia đình của họ. Đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cũng có tuyên bố tương tự. Cáo buộc vai trò của ông Sinoa trong vụ việc ngày 7 tháng 10 năm 2023 gây ra cái chết cho hàng ngàn người và nỗi đau khổ vô hạn cho toàn bộ khu vực và yêu cầu Hamas thả con tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healy tuyên bố sẽ không tiếc thương cho cái chết của ông Sinoa Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani nói Có vẻ như nhà lãnh đạo quân sự của Hamas đã bị ám sát và tôi tin rằng theo quan điểm này Israel có thể đã thực hiện hành động tự vệ chống lại Hamas, lực lượng mà Rome và các nước thuộc Liên minh châu Âu, EU coi là khủng bố Cuối cùng Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte nói rằng cá nhân ông sẽ không tiếc thương nếu ông Sinoa thiệt mạng. Về phía Mỹ, phản ứng trước tuyên bố của quân đội Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đây là lúc tiến tới lệnh ngừng bắn ở Gaza, đảm bảo rằng chúng ta đang tiến theo hướng mà chúng ta có thể làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn cho toàn thế giới. Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này và đưa những con tin trở về nhà. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong một tuyên bố cũng nhận định việc loại bỏ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar là một thành tựu to lớn, mở ra cơ hội đặc biệt để chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp giữa Israel và phong trào Hamas. Trong khi đó, trong tuyên bố chính thức đầu tiên sau khi quân đội Israel xác nhận thủ lĩnh mới của phong trào Hamas Yahya Sinoa đã bị hạ sát trong một cuộc tấn công ở phía nam giải Gaza, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Hamas sẽ không bao giờ còn có thể nắm quyền ở Gaza. Ông Netanyahu đồng thời kêu gọi các chiến binh Hamas buông vũ khí và trả tự do cho các con tin để được bảo toàn tính mạng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, Yoav Gallant, cũng kêu gọi các tay súng Hamas lập tức buông vũ khí đầu hàng và trả tự do cho các con tin. Lực lượng Houthi ở Yemen vừa qua đã đe dọa trừng phạt Mỹ vì đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các tàu trên các tuyến vận chuyển quốc tế. Ông Nasruddin Amer, một quan chức truyền thông của Houthi nói rằng Mỹ sẽ trả giá nếu tấn công các khu vực của Houthi ở Yemen và rằng Mỹ đang cố gắng gây áp lực để lực lượng dân quân này ngừng tấn công các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Lời đe dọa của Houthi được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom cho biết, quân đội Mỹ đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào các cơ sở lưu trữ kiên cố dưới lòng đất ở Yemen, nơi Houthi cất giấu tên lửa và các vũ khí khác được sử dụng để tấn công các tàu trên các tuyến đường vận chuyển quốc tế. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-2 Spirit nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự của Houthi và buộc lực lượng này phải ngừng đe dọa lực lượng hải quân Mỹ và quốc tế cũng như các tàu thương mại. Sencom cho hay, các cuộc không kích được thực hiện nhằm làm suy giảm khả năng của Houthi trong việc tiếp tục các cuộc tấn công vào các tuyến vận tải thương mại quốc tế cũng như là vào các nhân viên và tàu thương mại của Mỹ ở Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb và Vịnh Aden. Kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và tàu không người lái vào các tàu hải quân và tàu thương mại quốc tế ở Biển Đỏ và các vùng biển khác ngoài khơi Yemen. Lực lượng dân quân này đã đánh chìm hai tàu và buộc các công ty vận tải quốc tế phải tránh Biển Đỏ và chọn tuyến đường dài hơn, tốn kém hơn qua mũi Hảo vọng ở miền Nam châu Phi. Houthi tuyên bố chỉ tấn công các tàu có liên hệ với Israel và những tàu đi đến Israel như một biện pháp để gây áp lực buộc Israel chấm dứt xung đột ở giải Gaza. Theo DVK của Đức, cho đến nay dường như không có gì có thể ngăn cản được Houthi. Ông Mike Nice tại Viện Chính sách Cận Đông Washington đánh giá, Houthi mạnh hơn, thành thạo hơn về mặt kỹ thuật và là thành viên nổi bật của trục kháng chiến so với giai đoạn đầu xung đột. Chục kháng chiến bao gồm các nhóm vũ trang ở Gaza, Liban, Iraq và Yemen được Iran ủng hộ và có quan điểm phản đối Israel, Mỹ. Ông Knight phân tích, có thể nói Houthi đã vượt qua năm xung đột mà không phải chịu thất bại lớn. Trong một bài phát biểu gần đây, thủ lĩnh Houthi ở Yemen đã tự hào công bố số liệu của lực lượng này trong năm qua. Houthi kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen nhắm mục tiêu vào 193 tàu thuyền và phóng hơn 1.000 tên lửa cùng thiết bị bay không người lái vào đối thủ của họ, bao gồm cả Israel. Lãnh đạo Houthi Abdul Malik al-Houthi khẳng định các động thái này nhằm hỗ trợ Hamas và Hezbollah. Người phát ngôn Beros Kamalvani của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, AEOI, vừa tuyên bố Tehran sẵn sàng tham gia những cuộc đàm phán nghiêm túc với Mỹ và châu Âu nhằm khôi phục kế hoạch hành động chung toàn diện, JCPOA, hay còn được gọi là Thỏa thuận Hạt nhân năm 2015. Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời Kamalvani nêu rõ, Tehran sẵn sàng khôi phục JCPOA, nhưng việc thực hiện đòi hỏi phải có những cuộc đàm phán nghiêm túc. Iran đã ký JCPOA với các cường quốc thế giới vào tháng 7 năm 2015. Theo đó, Tehran nhất trí hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 5 năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Iran, khiến Tehran buộc phải từ bỏ một số cam kết hạt nhân theo thỏa thuận. Các cuộc đàm phán về việc khôi phục JCPOA được bắt đầu vào tháng 4 năm 2021 tại thủ đô Viên của Áo. Mặc dù các bên liên quan đã trải qua nhiều vòng đàm phán nhưng vẫn không đạt được đột phá đáng kể nào kể từ khi vòng đàm phán cuối cùng kết thúc vào tháng 8 năm 2022. Năm 2021, Iran đã cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA của Liên hợp quốc thay thế hệ thống camera tại một cơ sở hạt nhân ở thành phố Karat nhưng khẳng định sẽ không chia sẻ video giám sát với IAEA cho đến khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Cách đây không lâu, trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, lãnh đạo tối cao Iran ông Khamenei cho rằng không có rào cản trong việc nối lại hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên ông lưu ý, chúng ta không cần đặt hy vọng vào đối phương hay chờ đợi sự chấp thuận của họ. Phát biểu này được xem là dấu hiệu cho phép chính phủ của tổng thống Masoud Pezeshkian xóa bỏ các lần danh đỏ, tiến hành đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân Iran ông khamenei là người có tiếng nói quyết định trong các vấn đề chiến lược của iran bình luận về tuyên bố trên bộ ngoại giao mỹ một lần nữa khẳng định nước này coi ngoại giao là cách tốt nhất để đạt được giải pháp hiệu quả và bền vững liên quan đến chương trình hạt nhân của iran bộ trên nhấn mạnh nếu muốn thể hiện sự nghiêm túc hoặc cách tiếp cận mới iran nên ngừng phát triển hạt nhân và bắt đầu tự nguyện hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea Kể từ ngày mùng 1 tháng 10, Israel tiến hành hàng loạt chiến dịch trên bộ nhằm chống lại lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban. Tờ Hurriyet đưa tin, Israel đang làm mọi cách để chuyển hỏa lực từ Liban sang Syria. Họ đang tấn công Tartus, Hama, Homs, Aleppo, Dara và thậm chí cả thủ đô Damascus. Họ di chuyển xe tăng của mình vào lãnh thổ Syria. Theo nguồn tin, Israel muốn kiểm soát vùng lãnh thổ kéo dài tới sông Litani và tạo ra vùng đệm ở cả Liban và bên trong Syria. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có hơn 20 vụ tấn công vào cơ sở y tế ở Liban kể từ ngày 17 tháng 9 đến nay, khiến 72 người thiệt mạng và 43 người khác bị thương. WHO tuyên bố, kể từ khi xung đột giữa Israel và Liban leo thang vào ngày 17 tháng 9, có 23 vụ tấn công vào cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Liban, khiến 72 nhân viên y tế và bệnh nhân tử vong, 43 người khác bị thương. Được biết, có 100 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu và các trạm xá ở khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang phải đóng cửa. WHO lưu ý, nguồn cung tại cơ sở y tế của Liban đã cạn kiệt và nhân viên y tế cũng kiệt sức. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Anthony Blinken gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan và Bộ trưởng Bộ chiến lược Rom Demer cảnh báo cắt nguồn cung viện trợ cho Gaza và cho Israel 30 ngày để thực hiện biện pháp cụ thể nhằm cải thiện tình hình. Ông Blinken và ông Austin viết, việc không chứng minh được cam kết bền vững về thực hiện và duy trì biện pháp này có thể ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ theo bản ghi nhớ NSM-20 và luật pháp Mỹ có liên quan. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, bức thư được đưa ra do tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi, điều này khiến chúng tôi lo ngại. Mỹ cung cấp cho Israel gần 18 tỷ đô la Mỹ vũ khí, đạn dược và nhiều hỗ trợ khác kể từ khi cuộc chiến giữa Hamas và Israel nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Các quan chức thông tin thêm, khoản viện trợ đó có điều kiện là phải tuân thủ luật pháp và luật nhân đạo quốc tế. Theo hãng tin AFP, vừa qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về vấn đề xung đột Trung Đông. Ông Arachi cảnh báo trong cuộc điện đàm, dù đang nỗ lực hết sức bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực, Iran vẫn hoàn toàn sẵn sàng đáp trả quyết đoán và sẽ khiến Israel phải hối tiếc cho bất kỳ cuộc phiêu lưu nào. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Iran cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc sử dụng nguồn lực để chấm dứt tội ác và sự hung hăng của chế độ Israel và gửi viện trợ nhân đạo đến Liban và Gaza. Ngoài ra, ông Arachi điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean noël Parod. Trong cuộc gọi này, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh việc cần ngăn các cuộc tấn công của Tel Aviv tại Liban. Ông Arachi cảnh báo về bất kỳ cuộc phiêu lưu mới nào của Israel tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các trở ngại do Israel đặt ra cho hàng hóa cứu trợ. Phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Joab Galan trước đó cũng tuyên bố Tel Aviv sẽ tiến hành đòn đáp trả chết chóc, chính xác và khó lường. Truyền thông Mỹ đưa tin, Thủ tướng Israel Netanyahu đã thông báo với Tổng thống Joe Biden rằng nước này sẽ chỉ tấn công mục tiêu quân sự ở Iran thay vì nhắm vào cơ sở dầu khí hay hạt nhân. Tuy nhiên, Mỹ, Israel đang xảy ra bất đồng khi Washington không muốn Tel Aviv tiếp tục leo thang căng thẳng ở cả Liban và giải Gaza. Israel cho biết đã lắng nghe ý kiến từ Mỹ với đòn tập kích đáp trả Iran nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng phù hợp với lợi ích quốc gia. Trước đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban, UNIFIL, cảnh báo về một cuộc xung đột khu vực thảm khốc khi quân đội Israel phải chiến đấu với cả Hezbollah Liban và Hamas giải Gaza trên cả hai mặt trận người phát ngôn Andrea Tenenti của Unifin cho rằng sự căng thẳng xung đột giữa Israel và Hezbollah có thể sớm trở thành một cuộc xung đột khu vực gây ra tác động thảm khốc cho tất cả mọi người đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực không thể giải quyết được vấn đề